Chương trình săn tour không đồng sẽ được Du lịch Việt tổ chức rầm rộ trong 3 ngày liên tiếp 10, 11, 12 tháng 11 năm 2017. Nhân sự kiện khai trương trụ sở mới tại địa chỉ 95B, 97, 99 Trần Hưng Đạo, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ biển xanh, cát trắng, thiên nhiên hùng vĩ với các địa danh trong nước như Phú Quốc, Bà Nà, Hội An, Động Thiên Đường. Những chuyến du ngoạn đến thiên đường du lịch châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan vô cùng đặc sắc. Đừng bỏ lỡ cơ hội săn 1.000 tour không đồng lần đầu tiên ở Việt Nam và nhận hàng trăm quà tặng hấp dẫn. Cam kết đến làm món quà, mua là giảm giá.